đang ngồi ăn cơm cùng con gái ở phòng trọ, chồng bất ngờ dùng vật nhọn khiến vợ ra đi mãi mãi. Báo Dân Trí đưa tin tối ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ án xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, chị NTQ, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, cùng con gái ngồi ăn cơm ở phòng trọ trong hẻm tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Lúc này, MVH, 39 tuổi, quê Lâm Đồng, chồng chị Quy, dùng vật nhọn xuống tay với chị Quy. Nạn nhân bỏ chạy ra khỏi phòng trọ nằm gục. Dù được người dân hỗ trợ đưa chị Quy đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã ra đi mãi mãi sau đó. Theo thông tin trên báo giao thông, vợ chồng chị NTQ cùng sống tại quê chồng ở Lâm Đồng. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên khoảng một tuần trước, chị Quy dẫn con xuống Bình Dương, sinh sống tại phòng trọ của ba mẹ ruột trên đường DT743C. Tối ngày 17 tháng 8, MVH xuống Bình Dương tìm vợ, gặp nói chuyện giải quyết chuyện tình cảm. Sau khi gây án, MVH vứt vật nhọn đi lên quanh hiện trường trước khi bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.